các bạn đến với kênh Móc Len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một chiếc áo khoác cho bé trai dễ cưng như thế này. Cũng không kém phần manly đúng không các bạn? Và mình có hướng dẫn cho các bạn móc tất cả những thứ mà trên áo khoác luôn á. Cho nên là các bạn sẽ rất là yên tâm nha. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc túi nhỏ cũng như túi lớn để phù hợp cho các size khác nhau nha các bạn. Ở đây là size nhỏ nè. Và mình có hướng dẫn cho các bạn chia mũi từng ô hết rồi, cho nên là chúng ta chỉ việc là chọn ô đó, ô nào để mà chúng ta móc cái size cho bé yêu của các bạn thôi. Đây, khi mà túi nhỏ thì chúng ta sẽ dùng để đựng những cái đồ gì bình an cho bé khi mà bé đi ra ngoài nha các bạn. Còn túi to thì chúng ta sẽ để đựng tiền cho bé cũng được luôn. Thì mình có hướng dẫn hết à, cho nên là các bạn yên tâm nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Các bạn chuẩn bị cho mình hai màu nha. Thì nếu các bạn thích cái màu như mình phối á, thì các bạn sẽ sử dụng miêu cotton và màu số 52 màu cam nha các bạn. Và miêu cotton màu xám số 27. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng một vài kim đánh dấu, kim móc 4.0mm, một cái cuộn thước dây, một cây kim khâu len nè, kim chỉ may. Các bạn chuẩn bị cho mình là khoảng 6-7 nút áo nha các bạn. Ở đây thì mình đã mô phỏng lại cái chiếc áo khoác mà chúng ta cần móc để chúng ta dễ dàng nhận diện hơn trong quá trình móc nha các bạn. Ở cái phần màu ở phía trong nè, chúng ta sẽ làm cái màu cam và phần viền chúng ta sẽ làm cái màu xám. Thì ở đây các bạn có mình gửi cho các bạn phối màu, hoặc là các bạn làm ở cái này màu trắng nè, này là màu nâu, hoặc là ở đây là màu xanh thì ở đây là màu trắng, hoặc là màu đỏ, màu trắng, đỏ đen gì cũng được hết ha các bạn. Vàng, nâu nhạt, nâu đậm, vàng nhạt, vàng đậm phối với nhau, xanh nhạt, xanh đậm phối với nhau ha. Những cái màu đó thì chúng ta dễ mặc cho bé trai của mình. Rồi ở đây thì mình cũng đã liệt kê cho các bạn những cái độ tuổi này các bạn, từ sơ sinh cho tới 6 tuổi. Vòng ngực thì ở đây, vòng ngực thực tế của các bé là sẽ như thế này. Vòng ngực trừ hao là sau khi mà chúng ta móc á, trong khi mà chúng ta móc thì chúng ta sẽ thêm cái số cm vào cái vòng ngực cho bé để mà áo khoác nó sẽ rộng rãi hơn, để bé mặc được lâu hơn và cũng tạo cái những cái thông thoáng cho bé á các bạn. Thì chúng ta có thể là cộng 3, 4, 5cm gì đó cho bé ha, từ vòng ngực thực tế nè. Ví dụ như size hôm nay mình móc là 3-6 tháng thì cái vòng ngực thực tế của mình sẽ là 44. Mình sẽ cộng là 3, 4 hoặc 5cm nữa cho bé nha các bạn. Cái ấp là cái phần mà mình gạch nè, là từ cái phần cổ cho xuống dưới cái nách á các bạn, là cái đường này nè nha. Và những cái tháng tuổi và những cái năm nè thì tương ứng size của mình là 11cm nha các bạn. Độ dài tay áo, độ dài tay áo là chỗ cái phần tay dưới nè các bạn. Độ dài tay áo là tính luôn cái phần gấu áo này nghe các bạn, phần bo nè. Rồi ở đây chiều dài áo khoác, chiều dài áo khoác này cũng là chiều dài tương tự như các bạn mà sử dụng áo khoác ở ngoài shop á, thì các bạn có thể là các bạn đo thử đi, những cái này nó sẽ giống với ở trên cái áo khoác mà các bạn đã có sẵn á, áo khoác vải á các bạn. Thì ở đây cái size của mình móc sẽ là 30cm nha các bạn, tính từ vai xuống gấu áo, hoặc là mình có thể là làm khoảng 32-33 cũng được luôn, để cho nó dài hơn một chút nữa cũng được ha các bạn. Mình sẽ trừ hao thêm để cho bé có thể là mặc tới 9 tháng cũng được nữa. Thì cái phần này nè, mình có thể là làm 32-33 ha. Và cái số mũi móc á, mình cũng có chia cho các bạn hết rồi nè. Thì nếu mà các bạn làm size nhỏ thì các bạn có thể là sử dụng cái móc 52 này đi, để mà chúng ta nó sẽ lớn hơn một tí, mà 46 cũng được nữa, nhưng mà nó sẽ không có trừ hao được á các bạn. Nó sẽ nhỏ và mình sẽ uổng công mình khi mà mình móc á. Thì ở đây mình sẽ bắt đầu với số 52 móc xích nha các bạn. Thì các bạn cứ cộng lên cho mình. 62 móc xích này các bạn có thể là sử dụng khoảng 9 đến 12 tháng vẫn được nha.
62 móc xích nè. 68 móc xích thì các bạn sẽ sử dụng là từ 1 đến 2 tuổi vẫn được luôn á các bạn. Còn 74 nè, từ 2 đến 3 tuổi nè, 80, 90 là những số lớn hơn ha các bạn. Đây là những cái số móc xích mà chúng ta khởi tạo. Và mình sẽ chọn cái 52 móc xích này. Rồi bây giờ các bạn sẽ lấy cái len màu cam ra cho mình nha. Các bạn sẽ tạo cho mình một nút thắt nha. Sau đó các bạn sẽ móc 52 móc xích. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Các bạn móc đủ 52 móc xích cho mình nha. Sau khi các bạn móc được 52 móc xích á, các bạn móc lên cho mình một móc xích nữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đếm nha các bạn. 1, 2, 3. Đâm kim vào chân móc thứ 3, các bạn móc cho mình một mũi móc kép. Chân móc thứ 2, một mũi móc kép. Ở đây là chúng ta đã được 1, 2, 3 rồi này, 3 chân móc rồi nè nghe các bạn. 3 chân móc rồi. Ở đây thì chúng ta sẽ móc cái cổ nó sẽ nhỏ lại. Thay vì mình móc như cái này nè, như mình móc cái áo khoác có nón á các bạn, thì mình sẽ chia cái mũi móc nó sẽ khác ở dưới cái phần ngực nè, nó sẽ to hơn. Còn ở đây thì nó không có nón, nó sẽ trơn như vậy thôi nè. Thì mình sẽ chia cái mũi móc ở cái chỗ phần ngực này nè, nó sẽ nhỏ lại một xíu nha các bạn. Thì ở đây là 6 nè, và tới cái cạnh góc vuông thì mình sẽ tăng mũi ở chỗ này nha các bạn. Bây giờ được 3 rồi. 4, 5, 6. Rồi, chân móc kế tiếp chúng ta sẽ tăng mũi. Các bạn đâm kim vào cái chân móc kế tiếp, móc cho mình một mũi móc kép, 2 mũi móc kép, 3 mũi móc kép. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đánh dấu vào cái chân móc ở giữa nè các bạn, chân móc ở giữa thứ hai á, chúng ta sẽ đánh dấu ở đây nha, để một lát nữa lên hàng thứ hai chúng ta sẽ tăng mũi ở chỗ đó. Rồi bây giờ tới cái phần vai rồi nè các bạn, phần vai 10 chân móc, chúng ta sẽ bắt đầu đếm từ khúc này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10. Tới cái góc vuông này chúng ta cũng sẽ tăng mũi. Đâm kim vào chân móc kế tiếp, các bạn móc cho mình 3 mũi móc kép. Và chúng ta sẽ làm dấu ở chân mũi ở giữa, ở chân móc ở giữa các bạn, chân móc thứ 2. Đánh dấu vào chân móc thứ 2 này. Rồi, bây giờ chúng ta đã được như thế này rồi nè các bạn. Như thế này nha. Bây giờ tới cái phần sau lưng nè các bạn. 16 chân móc, 16 mũi móc kép. Chúng ta lại đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15 và 16. Rồi, chúng ta cũng sẽ tăng mũi ở cái góc vuông này. Chúng ta sẽ tạo góc vuông. Đâm kim vào trong móc kế tiếp, móc cho mình 3 mũi móc kép. Đánh dấu vào trong móc thứ 2. Tiếp tục là phần vai bên đây, phần vai phải. Chúng ta 10 mũi. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, 9, 10. Và ở đây, tới cái góc vuông này, chúng ta cũng sẽ tạo 5 kim vào chân móc kế tiếp. Các bạn móc cho mình 1, 2, 3 mũi móc kép. Đánh dấu vào cái chân móc thứ 2. Và còn 6 mũi, còn lại ở phần ngực. Bây giờ chúng ta sẽ đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đủ 6 mũi ha các bạn. Chân móc thứ 6. Chúng ta đã xong, móc lên cho mình một móc xích. Bây giờ cái phần cổ áo của chúng ta đã được như thế này nè các bạn. Một lát nữa chúng ta sẽ viền lại sau nha các bạn. Viền thì cái này nó sẽ ra thêm nữa và cái cổ nó sẽ cao lên. Size từ 3 đến 6 tháng. Cái ấp sẽ là 11. Vậy thì mình sẽ thêm những cái hàng móc. Nó như thế này rồi nè các bạn. Thêm những cái hàng móc ở đây nữa. Thì khi nào đạt tới 11 cái mình sẽ dừng. Quay ngược đầu móc lại. Các bạn bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái đường G nha các bạn. Tạo cái đường gân á. Thì ở cái chân móc đầu tiên này, các bạn đâm kim cho mình vào cái nhánh ngoài á các bạn. Nhánh ngoài ha. Ở chân móc của chúng ta là sẽ có hai mũi. Chân móc của chúng ta sẽ có hai nhánh như thế này. Nhánh trong và nhánh ngoài. Chúng ta tạo những cái đường gân nổi lên thì chúng ta sẽ móc vào cái nhánh ngoài nè. Cái hàng thứ hai này các bạn móc cho mình là cái hàng mũi đơn nha. Một mũi đơn nè. Hai mũi đơn ở nhánh ngoài nè các bạn. 3 4 5 6. Cái chỗ tăng mũi đây nè các bạn. Ở giữa nè, cái chân này nè, chân cái này là ở giữa. Kế bên nó nè là cái chân này và cái chân này. Thì cái chân này các bạn móc cho mình hai mũi móc đơn vào nha. 1 2. Sau đó các bạn sẽ lấy cái kim đánh dấu này ra. Móc vào cái chân móc này. Móc vào cả hai nhánh luôn nha các bạn. Móc vào cái chân móc này, một mũi móc đơn cho mình. Sau đó các bạn lại đánh dấu
cái chân móc này lại. Rồi, cái chân móc kế bên thì các bạn cũng sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn ở cái nhánh ngoài á, hai mũi nha các bạn. Rồi, tức là ở giữa cái mũi mà mình đánh dấu mình sẽ móc là hai mũi móc đơn ở nhánh ngoài, còn cái mũi mà mình đánh dấu trước đó mình sẽ móc một mũi móc đơn vào cả chân móc, thì nó được như thế này nè các bạn. Thì một lát nữa chúng ta sẽ lấy cái hàng gân này nè, là cái hàng mặt phải của chúng ta nếu mà chúng ta thích. Còn nếu mà các bạn thích cái hàng này nè là mặt phải thì chúng ta sẽ xài, tại vì mình sẽ xài được hai mặt á. Thì các bạn cứ chọn một mặt đi, rồi cái mình sẽ chiết nách rồi mình làm ống tay đó sau ha. Rồi những cái chân móc còn lại các bạn cũng sẽ móc cho mình mỗi cái nhánh ngoài là mỗi mũi móc đơn tới chỗ kim đánh dấu. Kim đánh dấu ở giữa hai bên nó là hai cái chân móc, thì cái bên chân móc thứ nhất các bạn móc cho mình hai mũi móc đơn vào cái nhánh ngoài, tới cái mũi mình đánh dấu các bạn móc một mũi móc đơn vào cả nguyên chân móc, và mũi kế tiếp các bạn móc hai mũi móc đơn vào cái nhánh ngoài. Đây, ở chân móc này là chân móc ở giữa, chân móc kế bên nó chúng ta sẽ móc hai mũi móc đơn vào đây, sau đó là gỡ kim đánh dấu ra, chúng ta móc một mũi móc đơn vào cả nguyên cái chân móc, sau đó là chúng ta lại đánh dấu tiếp vào cái chân móc mà chúng ta mới vừa móc. Kế bên nữa là chúng ta sẽ móc vào nhánh ngoài hai mũi móc đơn ở chân móc kế tiếp, và lại tiếp tục những cái mũi móc đơn ở nhánh ngoài, lặp lại cho tới cuối hàng nha các bạn. Tới cái chỗ đánh dấu các bạn cũng sẽ làm tương tự như mình hướng dẫn cho các bạn nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau móc. Ở chân móc cuối cùng á các bạn đừng bỏ qua cái chân móc này nha. Hồi nãy là chúng ta đã đếm nó nè. Và chúng ta cũng sẽ móc một mũi như bình thường đi các bạn. Rồi, các bạn hãy lưu ý cho mình cái mũi đầu và mũi cuối á, chúng ta sẽ đâm kim vào thẳng cái chân móc luôn đi nha, chứ không có cần là phải bên một bên nhánh ngoài nữa, chân đầu và chân cuối á các bạn, để cho nó tiện móc nha các bạn. Bây giờ cái form của chúng ta nó sẽ được như thế này. Chúng ta sẽ bắt đầu lên hàng thứ ba. Hàng thứ ba của chúng ta sẽ là mũi móc kép. Các bạn móc lên cho mình một móc xích thôi nha các bạn. Rồi, bây giờ các bạn quấn lên một dần, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên á, các bạn móc cho mình một mũi móc kép. Rồi, cái chân móc thứ hai và tới cuối hàng á, cái chân móc cuối thì chúng ta cũng sẽ đâm kim vào nguyên cả chân móc luôn đi các bạn, cho nó dễ móc ha. Và cái này nè, phần này là chúng ta tạo nút á, dưới gài nút á, thì nó sẽ không có quan trọng mấy á, cho nên là mình sẽ tạo những cái đường gờ ở những cái chân móc phía sau nó. Chân móc kế tiếp nè các bạn, chân móc thứ hai các bạn đâm kim vào cái nhánh bên ngoài á, các bạn móc cho mình một mũi móc kép. Chúng ta lại đâm kim, mũi móc kép, đâm kim vào nhánh ngoài, một mũi móc kép, tiếp tục lại một mũi, tiếp tục lại một mũi. Và chúng ta đã dần dần tiến tới cái kim móc, kim đánh dấu. Thì bây giờ chúng ta tháo kim đánh dấu ra, chúng ta sẽ móc 3 mũi móc kép vào cả nguyên cái chân móc luôn nha các bạn. 3 mũi móc kép nè, 1, 2 và 3. Chúng ta sẽ đánh dấu vào cái chân móc thứ hai các bạn nè, 1, 2. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lần lượt đâm kim chân móc kế bên, móc một mũi móc kép. Chân móc kế tiếp, một mũi móc kép. Và lần lượt những mũi móc kép cho tới cái đầu đánh dấu bên đây, thì các bạn cũng sẽ móc vào cả nguyên cái hai cái nhánh nè, móc vào cái chân móc 3 mũi móc kép, sau đó các bạn làm dấu vào cái chân móc thứ hai cho mình tương tự như ở cái góc vuông này nha các bạn. Và tiếp tục
Qua bên đây thì chúng ta sẽ móc một mũi móc kép vào cái nhánh ngoài như bình thường. Và chúng ta lại móc tới cái góc vuông này và cuối hàng. Cuối hàng thì các bạn cứ đâm kim cho mình vào thẳng cái chân móc như thế này luôn nha. Không có cần là ở ngoài này đâu, để cho nó dễ nha các bạn. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng móc đến cuối hàng thứ ba nha các bạn. Đến chân móc cuối cùng thì chúng ta sẽ đâm kim vào cả nguyên cái chân móc để móc mũi móc kép nha các bạn. Hàng kế tiếp, hàng thứ tư, chúng ta sẽ lên một móc xích và chúng ta lại đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này, móc cho mình một mũi móc đơn. Cứ xen kẽ là kép đơn nha các bạn. Chân đầu tiên và cái chân cuối cùng chúng ta sẽ móc vào cả nguyên một cái chân móc, còn những cái chân ở giữa thì chúng ta sẽ móc nửa nhánh ở ngoài để chúng ta sẽ thu hoạch được những cái hàng G như thế này. Ở đây là một hàng G nè, ở đây chúng ta đã được một hàng G nữa nè. Hàng G kế tiếp chúng ta sẽ tạo ra đây, hàng G kế tiếp của chúng ta, một mũi móc đơn ở nhánh ngoài, một mũi móc đơn, một mũi móc đơn, một móc đơn. Tới chỗ kim đánh dấu thì chúng ta lại gỡ kim đánh dấu ra. À, mũi móc đơn kế kim đánh dấu nè các bạn. Móc 2 mũi móc đơn cùng một chân. Sau đó là các bạn gỡ kim đánh dấu, móc vào cái chân móc đánh dấu, chân móc đánh dấu một mũi móc đơn. Chúng ta lại đánh dấu vào đó. Để lên hàng mũi kép chúng ta sẽ biết chúng ta tăng mũi ở chỗ đó ha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta lại đâm kim vào cái nhánh ngoài móc 2 mũi móc đơn. Rồi bây giờ cứ lần lượt những mũi móc đơn đến cuối hàng và chúng ta sẽ móc đến cái ắt đầu tiên. Đến cái ắt của chúng ta nha các bạn. Size của mình 3 đến 6 tháng. Cái ắt của mình sẽ là 11. Mình sẽ đo từ đâu? Ví dụ từ đây nè các bạn. Cái ắt của mình nó sẽ có độ dài từ chỗ cái cổ đây nè đến 11 cm. Và các bạn dừng lại ở chỗ cái điểm mà các bạn ví dụ như nó 10 cm mà nó là dừng lại ở cái hàng mũi đơn á, thì các bạn sẽ dừng lại ở hàng mũi đơn chỗ 10 cm này cho mình nha. Thì thêm một hàng chiếc nách nữa nó sẽ đủ 11 quá các bạn. Nếu mà 9,5 cũng được luôn nha các bạn. Thì dừng lại ở hàng mũi đơn là được nha các bạn. Mình chiếc nách là mình chiếc nách cái hàng mũi kép, cho nên là chúng ta phải dừng lại ở cái hàng mũi đơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm thêm những cái hàng móc đạt đến cái ách của size của các bạn nha. Mình thì 11 cm đó. Thì mình coi cái mũi móc đơn của mình ở hàng nào là hợp lý, rồi mình sẽ quay lại gặp các bạn và hướng dẫn các bạn chiết nách và xuống cái phần thân nha các bạn. Mình đã móc đến cái ách cần thiết của mình rồi nè các bạn. Để mình đo cho các bạn xem. Và mình đã móc được xen lẫn là 10 hàng mũi kép và mũi đơn với nhau. Thì ở đây cái ách của mình đã được 10,5 á các bạn. Thì nó sẽ còn thiếu là 0,5. Thì cái hàng ở dưới này nè, nó sẽ dư ra ha, là sẽ đủ rồi. Và bây giờ mình sẽ đo cho các bạn cái vòng ngực của chúng ta. Thì chúng ta đã móc được khoảng bao nhiêu rồi. Để nếu mà có thiếu á, thì chúng ta sẽ chiết nách cái phần đó rồi chúng ta sẽ thêm vào. Ở đây tầm 21,5. Vậy thì mình sẽ tính như thế này nè các bạn. Bây giờ mình đang có 21,5. Mình sẽ nhân 2 ngực trước và ngực và phía sau lưng, nhân 2 ra là nó sẽ được là 0 3 4, tức là 43 cm. Vậy thì ở đây là vòng ngực thực tế là 44 nè. Vậy chúng ta sẽ cộng vô bao nhiêu cm nữa. Bây giờ mình sẽ cộng vô 3 cm nữa, tại vì còn cái độ giãn của len nữa. Và ở đây mình sẽ ra là 46 cm ha các bạn. 46 cm. Bây giờ chúng ta đã được 43 rồi.
thì chúng ta sẽ đo 3 cm, tương ứng với bao nhiêu mũi móc thì chúng ta sẽ thêm vào đây. Mình sẽ đếm nè các bạn, 1 2 3 4 5 6, tức là 3 cm ứng với 6 mũi 6 trong móc. Vậy thì bên phía nách trái chúng ta sẽ thêm 3 xích, nách phải chúng ta sẽ thêm 3 xích. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy len và chúng ta sẽ móc nè các bạn. Mỗi bên chúng ta sẽ thêm 3 xích nha. Chúng ta đã dừng ở cái hàng mũi móc đơn ha các bạn. Dừng ở hàng mũi móc đơn nè. Cái chân móc đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình một mũi nửa kép, một mũi móc kép. Chân móc thứ hai móc vào nhánh ngoài một mũi móc kép. Tất cả chân móc của chúng ta ngoại trừ chân cuối và chân đầu chúng ta sẽ móc vào chân móc. Những cái chân móc còn lại chúng ta đều móc ở cái nhánh ngoài. Bây giờ chúng ta sẽ cùng móc tới cái điểm mà chúng ta đánh dấu nè các bạn. Khi mà chiếc nách xong á thì nó cũng sẽ dễ lắm các bạn. Cái áo này thì khá là đơn giản nè. Chỉ có cái phần cổ của chúng ta, phần cổ đứng á, rồi chúng ta móc sợi dây và chúng ta sẽ lòn cái sợi dây đó qua thôi. Phần cổ đứng á thì nó hơi cái độ khó của nó là dạng khá các bạn, chứ không phải là rất khó. Rồi các bạn đâm kim vào cái chân móc này nè, đâm kim vào cái chân móc này, móc cho mình một mũi móc kép thôi nha. Thì ở bên cái nách này chúng ta lên 3 móc xích nè, 1 2 3. Rồi bây giờ các bạn di chuyển tới cái lỗ này, các bạn móc cho mình một mũi móc kép. Rồi những cái chân móc còn lại á, chúng ta sẽ móc nửa cái phần phía ngoài này các bạn. Mỗi chân móc là mỗi mũi móc kép vào phía ngoài. Và các bạn móc đến cái đầu bên đây đi, rồi mình sẽ gặp lại các bạn nha. Tới cái chỗ đánh dấu thứ ba rồi nè các bạn. Các bạn cũng sẽ đâm kim vào đây, móc cho mình một mũi móc kép vào chân móc đó nha các bạn. Các bạn cũng lên 3 xích cho mình, 2 3. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gỡ cái kim đánh dấu này ra cho nó dễ móc ha các bạn. Quấn len một vòng trước, chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc này. Chúng ta sẽ móc một mũi móc kép. Sau đó những cái chân móc kế tiếp chúng ta cũng sẽ móc vào nửa cái bên, nửa nhánh bên ngoài á các bạn, những mũi móc kép cho tới cuối hàng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng móc đến cuối hàng nha. Và bây giờ chúng ta cũng sẽ móc một mũi móc kép vào chân móc ở cái chân móc cuối nha các bạn. Các bạn móc lên một mũi móc xích, quay ngược đầu móc lại. Và chúng ta cũng sẽ làm tương tự. Hàng này sẽ là hàng mũi móc đơn. Chân đầu tiên các bạn sẽ đâm kim qua thẳng chân móc. Chân thứ hai các bạn sẽ móc vào cái nhánh ngoài. Chân thứ ba cũng tương tự. Chúng ta sẽ móc mỗi chân móc là mỗi mũi móc đơn nha các bạn. Mỗi cái nhánh bên ngoài là một mũi móc đơn. Tới cái chỗ mà chúng ta lên 3 móc xích đó thì các bạn cũng sẽ móc cho mình
mỗi chân móc xích là mỗi mũi móc đơn nha các bạn. Chúng ta thêm cái phần đó cho đủ độ rộng của cái vòng ngực á các bạn, với cái độ thoải mái nữa. Rồi tới phần này ở đây rồi nè, và chúng ta lại móc vào đây một mũi nè, tiếp theo hai mũi, tiếp theo mũi thứ ba. À, cái kim đánh dấu này gỡ ra đi. Rồi ở đây vào cái chân móc, nửa cái thân chân móc này, một mũi móc đơn, một mũi móc đơn, và các bạn sẽ làm lần lượt cho tới cuối hàng luôn nha các bạn. Ở ba cái chân móc này, ba cái móc xích này, các bạn cũng móc cho mình tương tự như bên đây nha. Đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gặp lại nhau khi mà chúng ta móc hết cái hàng này. Và khi chúng ta móc hết cái hàng mũi móc đơn này thì cái form áo của chúng ta sẽ là như thế này nha các bạn. Một lát nữa chúng ta sẽ viền lại hai bên đây để chúng ta tạo nút thì nó sẽ bít lại, cho nên là các bạn yên tâm nha. Đây mình đo cho các bạn xem nè. Ở đây là gần 23 cm á, là nó sẽ ra là 46 á các bạn. 46 á thì một lát nữa thêm cái phần bên đây nữa nè thì nó sẽ ra nhiều hơn nha các bạn. Nó sẽ ra tầm 48 là sẽ đủ là cái số cm mà cái size 3 đến 6 tháng này chúng ta sử dụng nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc lên cái hàng móc kế tiếp là hàng móc mũi móc, mũi móc kép. Thì chúng ta quay ngược đầu móc lại, các bạn cũng sẽ đâm kim móc cho mình cái chân móc đầu tiên là một mũi móc kép, chân móc thứ hai móc vào cái nhánh ngoài một mũi móc kép, chân móc thứ ba cũng sẽ móc tương tự, và các bạn làm lần lượt đến cuối hàng luôn. Chúng ta sẽ không tăng không giảm gì hết, bao nhiêu chân móc thì chúng ta sẽ móc bấy nhiêu mũi nha các bạn. Và các bạn sẽ móc tới đâu mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Ở đây thường á các bạn, thì cái độ dài tay áo của chúng ta nó sẽ nhỏ hơn cái chiều dài từ cái chỗ phần này nè, từ cái chỗ phần này xuống gấu áo là khoảng 2 đến 3 cm, tức là cái độ dài từ cái chỗ cái phần này, chỗ nách này xuống tới gấu áo nó sẽ nhiều hơn 2 đến 3 cm chiều dài từ cái chỗ này xuống tới cái gấu áo của cái tay áo, xuống tới cái tay bo tay áo nè. Thì ở đây size của mình là 16 thì size của các bạn là bao nhiêu, nó sẽ tương ứng với cái hàng này 16. Vậy thì mình sẽ lấy ra 16 mình cộng cho 3 đi là nó sẽ ra 19 nè, lớn hơn 3 cm, dài hơn 3 cm là 19 nè. Còn cái phần gấu áo này của mình là tầm 4 hoặc 5 cm, mình sẽ trừ cái này này ra, trừ ví dụ như là 5 đi, mình sẽ móc 14 cm từ cái đoạn này, từ cái đoạn này nè các bạn, từ cái phần nách này nè xuống tới cái phần này, tức là từ đây xuống tới đây nè là 14 cm, và chúng ta sẽ chừa lại 5 cm để chúng ta làm cái gấu áo nha các bạn. Các bạn cũng sẽ trừ lại giống như mình đó. Gấu áo này các bạn trừ có thể là 4.5 năm gì cũng được hết á. Mình nếu mà mình làm dài á thì là 5, mình làm ngắn hơn chút á thì là 4 ha các bạn. Rồi ở đây chỉ có bao nhiêu nữa thôi, thì ở size của mình thì mình sẽ móc tới 14 cm là mình sẽ ngưng cái chiều dài này để mà mình xuống cái phần gấu áo nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng móc những cái hàng móc tiếp theo xen kẽ mũi hàng mũi đơn, hàng mũi kép đơn, và chúng ta sẽ móc vào cái nhánh bên ngoài để chúng ta tạo những cái đường gờ như thế này. Đây một mặt nè, và bên đây một mặt nữa, thì các bạn thích cái mặt nào thì một lát nữa chúng ta sẽ chọn nó nha các bạn. Khi mà chúng ta làm cái bo tay á, chúng ta sẽ chọn nó lại. Cái hàng này thì nó nổi lên quá trời nè các bạn, nó nổi gân lên nhiều nè,
Còn cái hàng này thì nó đềm hơn. Thì bạn thích hàng nào thì mình sẽ sử dụng cái mặt đó thôi ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng móc tới cái cm mà chúng ta mong muốn nha. Từ ở chỗ phần nách xuống ở phía dưới nè các bạn, thì mình móc là được tầm 15 á. Ở đây cái size của mình thì mình sẽ móc là tầm 14 nè. Nhưng mà mình muốn dừng lại ở cái hàng là hàng mũi kép, cho nên mình sẽ móc thêm một hàng nữa. Và mình đo tổng quan cái chiếc áo khoác á, thì ở đây là được 26 nè. Thì một lát nữa nếu mà nó lên khi mà mình viền thì nó sẽ lên tầm khoảng 30-31 ha các bạn. Và bên cái phần mà tay áo thì mình cũng đã móc sẵn một bên để hướng dẫn cho các bạn nè. Thì ở phần tay áo thì mình cũng đã móc được 13 cm. Mình cũng dừng ở cái hàng mũi kép nè để cho mình dễ thôi, chứ đáng lý ra là phải dừng ở hàng mũi đơn á các bạn. Nhưng mà không sao ha, mình thà dư một chút xíu đỏ hơn là mình sẽ thiếu. Rồi như vậy á thì các bạn móc lên một móc xích và các bạn cắt len cho mình nha. Mình sẽ hướng dẫn các bạn móc cái tay áo. Thì hai cái tay áo các bạn sẽ đều làm giống hệt nhau. Và chúng ta sẽ cùng quy ước là cái chỗ này nè, chúng ta sẽ quay ở bên phải, ở bên phía bên này nha các bạn. Ở phía bên trái này nè, cái mà nút thắt đầu tiên của chúng ta khi mà chúng ta khởi tạo móc xích, chúng ta sẽ quy ước là tất cả mọi người, tại vì mình hướng dẫn là mình sẽ hướng dẫn từ cái mặt này. Còn nếu như mà sau khi mà các bạn móc hai cái cánh tay rồi á, thì các bạn muốn xài mặt nào thì chúng ta sẽ luồn nó để mà chúng ta sử dụng thôi ha các bạn. Mình sẽ chọn cái mặt nào để mà chúng ta để làm mặt phải á, thì chúng ta sẽ quay nó lại. Còn bây giờ mình hướng dẫn cho các bạn thì các bạn vui lòng để cái bề này ở bên phía này cho mình. Rồi bây giờ các bạn sẽ lấy cái len màu cam và tạo cho mình một nút thắt. Rồi bây giờ chúng ta sẽ di chuyển kim móc tới cái chân móc ở giữa đó các bạn. Chân móc ở giữa ở phía dưới nách nè. Chúng ta sẽ kéo len qua. Các bạn móc lên cho mình một móc xích nha. Rồi cái hàng của chúng ta dừng lại ở phần nách á, là cái hàng mũi móc đơn. Vì vậy là cái hàng này chúng ta sẽ làm mũi móc kép. Và mũi móc kép thì chúng ta sẽ quay ngược cái đầu móc lại nha các bạn. Tại vì mũi móc kép chúng ta hiển thị bên ngoài nè là cái mũi mặt trái, cho nên là chúng ta phải quay lại để cho cái họa tiết của chúng ta nó sẽ đều nhau. Rồi bây giờ các bạn quấn len đâm kim vào cái chân móc mà mình vừa móc á, móc cho mình một mũi móc kép. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chụm cái chân móc ở này nè và cái chân móc này, hai chân móc lại thành một chân móc. Các bạn nè, quấn len một vòng lên kim, sau đó các bạn đâm kim vào cái chân móc kế bên, kéo len qua, sau đó các bạn lại kéo len qua hai vòng len trên kim, sau đó các bạn lại quấn len và đâm kim vào cái chân móc kế tiếp, các bạn kéo len qua, kéo len qua trước hai vòng nha các bạn, sau đó là các bạn kéo luôn qua ba vòng là chúng ta đã chụm được hai chân móc lại thành một chân. Rồi bây giờ cái chân móc kế bên này các bạn đâm kim vô đây cho mình nè, đâm kim vô cái chỗ này nha, đây cái chỗ này. Rồi các bạn móc cho mình một mũi móc kép bình thường. Một lát nữa chúng ta sẽ chừa ra hai cái chân móc bên đây để mà chúng ta sẽ móc chụm lại. Rồi ở bên hàng này nè các bạn, nó có hai cái chân móc, chúng ta cũng sẽ móc vào cái nhánh bên ngoài nha. Hai ở chân móc này nè, nó có hai nhánh thì chúng ta sẽ móc vào cái nhánh bên ngoài, giống như là những cái hàng mà chúng ta đã trải qua vậy đó. Bây giờ những cái chân móc còn lại chúng ta đều sẽ móc vào cái nhánh bên ngoài. Nẹp cái len thừa này vào trong mũi móc. Rồi bây giờ các bạn sẽ làm lần lượt cho mình tới cái chỗ này đi, rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tiếp. Đây các bạn, cái chân móc kép này nè, chúng ta sẽ đâm xuyên qua như thế này nha, giống hệt như
cái bên mà nãy chúng ta đã móc. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chụm lại cái mũi kế bên này nè, cái mũi kế bên này. Các bạn kéo len qua hai vòng, sau đó các bạn lại quấn len, đâm kim vào cái chân móc kế bên, kéo len qua hai vòng, sau đó là kéo len qua ba vòng. Còn ở giữa một cái chân móc nè, chúng ta sẽ móc vào đây một mũi móc kép bình thường. Rồi chúng ta đã chụm được một mũi đầu và một mũi cuối. Thì ở đây các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này cho mình nè, tạo một mũi trượt nha. Rồi sau đó các bạn móc lên một móc xích, quay ngược đầu móc lại. Mũi đơn thì các bạn cũng sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên, chúng ta móc một mũi đơn. Chân móc thứ hai và chân móc thứ ba chúng ta sẽ chụm lại nha các bạn. Nè, chúng ta sẽ để cái kim móc của mình ở nhánh ngoài, chúng ta sẽ kéo len qua. Sau đó chúng ta sẽ giữ nguyên, chúng ta di chuyển kim móc tới cái chân móc kế tiếp, chúng ta đâm kim, kéo len qua và trên kim được 3 vòng len, chúng ta sẽ kéo len qua hết 3 vòng này luôn. Thì hai cái chân móc này chúng ta đã chụm lại, còn một cái chân móc này nè các bạn. Rồi bây giờ mỗi cái chân móc còn lại các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân móc là mỗi mũi móc đơn ở phía nhánh ngoài và tới cuối hàng. Thì cuối hàng á các bạn là cái chân móc này và cái chân móc này nè, còn cái chân móc này là cái chân móc mũi dời của chúng ta nha. Chúng ta sẽ không móc vào, chúng ta sẽ chụm hai cái chân móc này nè lại với nhau thành một chân tương tự như chỗ này. Khi nào các bạn móc đến đó đi thì mình sẽ hướng dẫn. Chúng ta sẽ còn hai cái chân móc cuối nè các bạn, chúng ta cũng sẽ đâm kim vào cái chân móc ở phía bên ngoài á, cái nhánh ngoài chúng ta sẽ kéo len qua, sau đó là chúng ta lại đâm kim qua cái nhánh ngoài ở chân móc kế tiếp, kéo len qua được 3 vòng len, chúng ta sẽ kéo qua hết một lần luôn. Rồi ở đây cái chân móc này là chân móc mũi dời, chúng ta sẽ không móc vào. Nếu mà móc vào là chúng ta sẽ uổng công mà chúng ta đã chụm cái chân móc ở đầu tiên, ở đầu hàng á các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đâm kim qua cái chân móc đầu tiên này và các bạn móc cho mình một mũi trượt. Thì cái cách thức mà đâm kim trượt á, thì các bạn nhớ cố giữ hai cái mảnh này lại cho nó khít lại nha các bạn. Để thôi á, nếu mà các bạn không làm như vậy thì chúng ta sẽ có một cái lỗ, có một cái khoảng trống á. Thì nếu mà các bạn lỡ mà có khoảng trống trong suốt cái quá trình mà các bạn làm cái tay áo này, thì khi mà đến cuối tay áo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nha. Rồi bây giờ chúng ta đã giảm được hai hàng, giảm mũi đầu mũi cuối, hàng mũi kép và hàng mũi đơn. Thì những cái hàng sau còn lại các bạn sẽ móc bằng với cái hàng mũi đơn này, không thêm không giảm nữa nha các bạn. Rồi bây giờ lên hàng thứ ba của phần cánh tay, các bạn móc lên cho mình một móc xích, quay ngược đầu móc lại. Trời hôm nay bắt đầu mưa á các bạn, cho nên nó hơi ồ một xíu, mong các bạn thông cảm cho mình nha. Rồi các bạn lại đâm kim vào cái chân móc đầu tiên, móc cho mình một mũi móc kép. Rồi cái chân móc thứ hai các bạn lại móc cho mình ở cái nhánh ngoài á, một mũi móc kép. Rồi chúng ta cứ lặp lại mỗi chân móc là móc một mũi móc kép cho tới cuối hàng luôn nha các bạn. Tức là từ hàng thứ ba trở về sau thì các bạn cứ móc như bình thường, không có thêm mũi cũng không có giảm mũi gì hết. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc đến cuối hàng. Còn một cái chân móc cuối cùng ở cuối hàng này các bạn, chúng ta cũng sẽ móc vào cái nhánh bên ngoài một mũi móc kép và chúng ta lại đâm kim vào cái chân móc đầu tiên, chúng ta sẽ móc một mũi dời. Rồi các bạn lại móc lên cho mình một móc xích, quay ngược đầu móc lại, chúng ta lại đâm kim vào cái chân móc đầu tiên, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này, chúng ta móc một mũi móc đơn. Và ở cái mũi thứ hai chưa của chúng ta thì chúng ta sẽ móc vào cái nhánh ngoài á các bạn, cứ lặp đi lặp lại là mũi đơn mũi kép. Mũi đơn của chúng ta sẽ là mặt phải nè, mũi kép chúng ta sẽ là mặt trái.
Rồi mặt trái thì chúng ta sẽ xoay ngược đầu móc lại ha các bạn. Rồi các bạn sẽ móc đến cái chiều dài cánh tay mà các bạn mong muốn ở cái size của các bạn. Đây, cái size của mình là 16, thì hồi nãy là mình đã được 13 rồi. Còn phần viền nữa thì nó sẽ dư ra một chút xíu. Rồi size của các bạn là như thế nào thì các bạn sẽ tự phân chia ra nha. Ở đây mình có phần viền một ít ở đây nè các bạn, phần viền ở đây. Rồi khi mà các bạn làm xong cái tay áo này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc cái phần viền lại một chút cái phần cổ áo nè. Và sau đó chúng ta sẽ viền lại cái phần gấu áo và viền lại cánh tay. Sau đó là chúng ta sẽ tạo nút ha các bạn. Và là chúng ta đã hoàn thành được cánh tay bên đây. Thì các bạn sẽ làm tương tự cánh tay bên đây sẽ như vậy luôn nha các bạn. Chúng ta cũng sẽ đưa kim móc vào ở chính giữa cái chỗ phần nách đó, rồi chúng ta sẽ móc. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn viền lại cái cổ áo này trước nha. Và sau đó chúng ta sẽ viền tới cái chỗ hàng này. Các bạn lấy cái len màu cam á, các bạn tạo cho mình một nút. Rồi các bạn đâm kim vào cái chân móc đầu tiên á các bạn. Đây, cái chỗ chân móc đầu tiên này các bạn sẽ kéo len qua, các bạn móc lên cho mình một móc xích, đâm kim vào cái chân móc này, các bạn móc cho mình một mũi móc đơn. Những cái chân móc còn lại các bạn cũng sẽ móc cho mình những mũi móc đơn. Rồi bây giờ các bạn sẽ thấy là cái chân móc ở cạnh góc vuông, cái chân kế bên và chân kế bên bên này, chúng ta sẽ chụm ba cái chân móc này lại thành một chân nha các bạn. Rồi các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc kế bên này, sau đó các bạn lại kéo len qua, và sau đó các bạn lại đâm kim vào cái chân móc chỗ gọt lỗ góc vuông á, các bạn lại kéo len qua. Và cái chân đầu tiên ở chỗ cái phần vai nè, thì chúng ta sẽ quấn len một vòng nha các bạn. Quấn len một vòng lên kim, chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc kế tiếp, kéo len qua. Và ta đã được 5 vòng len trên kim. Chúng ta sẽ kéo qua hết một lượt 5 vòng len này luôn. Sau đó là những cái chân móc còn lại ở bên cái phần vai, chúng ta sẽ móc là mũi nửa kép nha các bạn. Một nè. Rồi chúng ta sẽ viền cái phần vai là mũi nửa kép. Rồi các bạn lại tới cái lỗ trống của góc vuông này nè. Hai chân kế bên của nó thì chúng ta cũng sẽ chụm lại nha các bạn. Chụm lại ba cái chân móc này, các bạn quấn lên một vòng, sau đó đâm kim vào cái chân móc này, kéo len qua. Sau đó là các bạn kéo len qua hai vòng nha. Sau đó các bạn lại quấn len qua một vòng, đâm kim vào cái lỗ trống này, các bạn lại kéo len qua hai vòng. Tiếp tục các bạn lại quấn len, đâm kim vào cái chân móc ở chỗ phần lưng á, chân móc đầu tiên chỗ phần lưng, các bạn kéo len qua. Và chúng ta sẽ kéo len qua hai vòng, được 4 vòng len trên kim, chúng ta sẽ kéo qua hết luôn. Rồi chúng ta cũng đã chụm được cái chỗ này. Những cái chân móc ở phần lưng á, chúng ta sẽ móc là mỗi chân là một mũi kép đơn bình thường, mũi kép đơn nha các bạn. Tức là ở phần ngực trước thì chúng ta sẽ dùng mũi đơn, hai bên vai chúng ta sẽ dùng mũi nửa kép, và phần sau lưng chúng ta sẽ dùng mũi kép đơn để chúng ta sẽ viền lại cái này. Chúng ta sẽ móc lần lượt đến cái cạnh góc vuông tiếp theo.
Rồi gần tới cạnh góc vuông rồi nè các bạn. Còn một mũi, chúng ta cũng sẽ chụm ba cái chân ở cạnh góc vuông này lại với nhau. Các bạn cũng sẽ quấn len cho mình một vòng, đâm kim và kéo len qua, kéo len qua hai vòng, sau đó lại quấn len và đâm kim vào chân ở giữa, kéo len qua hai vòng, sau đó là tiếp tục đâm kim, kéo len qua, kéo len qua hai vòng. Chúng ta được bốn vòng len, chúng ta sẽ kéo len qua hết luôn. Và phía bên đây mình sẽ giảm size lại nè, mình sẽ móc là những cái mũi nửa kép. Tới cái góc vuông còn lại thì chúng ta cũng sẽ chụm rồi. Bây giờ tới cái chân góc vuông này nè các bạn, các bạn quấn len một vòng lên kim nha, sau đó kéo len qua, sau đó đâm kim vào cái chân móc ở giữa, kéo len qua, ta được bốn vòng rồi nè. Chúng ta lại đâm kim vào cái chân móc ở bên phần ngực nè, các bạn kéo len qua 5 vòng giống như hồi lúc nãy mình làm bên kia, thì bây giờ cũng sẽ kéo qua 5 vòng này luôn. Rồi sau đó chúng ta lại giảm size, móc mỗi chân móc sẽ là mỗi mũi móc đơn. Chúng ta nẹp cái phần len thừa này vào trong cái mũi móc luôn nha các bạn. Rồi sau đó là các bạn móc lên một móc xích nè, kéo và cắt len. Sau đó các bạn lại cố định cái chỗ này lại. Rồi bây giờ chúng ta sẽ viền lại cái phần bên dưới nha các bạn. Mình sẽ chuẩn bị cái len khác màu nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ chọn cho mình mặt nào là các bạn sẽ ưng ý, và các bạn sẽ để cho mình mặt phải ra phía bên ngoài nha. Rồi sau khi các bạn chọn xong thì chúng ta sẽ cùng làm cái phần viền ở phía dưới này. Phần viền ở dưới bên trái nha các bạn, chúng ta sẽ móc là từ trái sang phải. Các bạn lấy cái len màu khác cho mình, tạo cho mình một nút. Rồi các bạn lại đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này. Các bạn kéo len qua và móc lên cho mình một móc xích nha. Đâm kim vào cái chân móc mà các bạn vừa móc, các bạn móc cho mình một mũi móc đơn. Rồi các bạn sẽ cố định cái dây màu xám này lại. Rồi ở đây là một mũi móc chân kế bên, một mũi móc đơn nữa là hai, ba, bốn, năm, sáu. Rồi bây giờ các bạn chụm cái chân thứ 7 và chân thứ 8 lại cho mình nha. Chúng ta sẽ tạo cái phần bo nó lại á các bạn. Đây, các bạn sẽ đâm kim vào cái chân thứ 7, kéo len qua. Sau đó các bạn lại đâm kim vào cái chân thứ 8, các bạn lại kéo len qua. Chúng ta đã được 3 vòng len trên kim, chúng ta sẽ kéo qua hết một lần như thế này. Tiếp tục bên đây chúng ta lại đếm lại là 1 2 3 4 5 6. Sau đó là chúng ta lại chụm cái chân thứ 7 và chân thứ 8. Các bạn lại kéo len qua, giữ nguyên đây. Đâm kim vào cái chân kế bên, kéo len qua và chúng ta sẽ móc một mũi chụm. Rồi bây giờ các bạn lại đếm cho mình. 1 mũi 2 3 4 5 6 và chân hai chân kế tiếp chúng ta sẽ chụm lại thành một chân. Rồi các bạn sẽ làm lần lượt cho mình đến cuối hàng nha các bạn.
cứ 6 mũi móc đơn là chụm mũi thứ 7 và mũi thứ 8 lại. À, các bạn sẽ đếm như vậy cho tới cuối hàng. Ở đây mình làm một cái mũi chụm ở khúc cuối này các bạn. Còn 3 chân móc thì mình vẫn móc là mỗi chân móc là mỗi mũi móc đơn nha các bạn. Thì các bạn còn dư bao nhiêu mũi đó thì các bạn cứ móc cho mình là những mũi móc đơn nha. Nếu mà nó ở gần sát mép. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ móc lên 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mũi ha các bạn. Sau đó các bạn lại móc lên cho mình một móc xích nữa. Đâm kim vào cái chân móc thứ 6, các bạn móc cho mình một mũi móc đơn. Chân móc kế tiếp một mũi móc đơn. Và làm lần lượt 6 chân móc là 6 mũi móc đơn. Rồi. Bây giờ chúng ta đã được 2 4 6. Chúng ta sẽ xoay ngược cái đầu móc lại. Các bạn có thể là đánh dấu vào cái chân móc thứ 6 này các bạn. Nếu mà sau khi mà các bạn quen rồi thì các bạn sẽ không cần đánh dấu. Rồi bây giờ các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc kế tiếp nè các bạn. Chân móc kế tiếp các bạn thực hiện một mũi dời cho mình. Và bây giờ các bạn lại thực hiện thêm một mũi dời ở cái chân kế tiếp nữa để chúng ta sẽ tạo cái hàng mới. Bây giờ các bạn lại xoay ngược đầu móc lại cho mình. Ở đây các bạn gỡ cái kim đánh dấu này ra. Cái chân móc thứ 6 hồi nãy thì mình đếm, mình chỉ các bạn cái cách mà các bạn đếm nè. Một cái chân mũi dời, một cái chân mũi dời là mình sẽ chừa lại nha các bạn. Tức là hai chân mũi dời đầu tiên này chúng ta sẽ chừa lại. Và chúng ta sẽ móc vào đâu? 2, 4, 6 nè. Móc vào cái chân bên đây nè. Cái nhánh ngoài nha các bạn. Nhánh ngoài của cái chân thứ 6 mà hồi nãy chúng ta đánh dấu đó. Rồi bây giờ các bạn lại đâm kim cho mình, kéo len qua, móc cho mình một mũi móc đơn. Tiếp tục những cái chân móc ở nhánh ngoài các bạn móc cho mình mỗi chân móc là mỗi mũi móc đơn cho tới 6 chân móc luôn. Cái này nó sẽ đơn giản hơn là các bạn viền bằng mũi dời nè các bạn. Rồi các bạn lại lên cho mình một móc xích, quay ngược cái đầu móc này lại. Chúng ta lại đâm kim vào cái nhánh ở ngoài á các bạn. Các bạn sẽ tạo cho mình một mũi móc đơn. Sau đó lại trả về là một mũi móc đơn. Một mũi móc đơn nữa là 3 rồi nè. 4 5 và 6. Đó. Khi các bạn được 6 mũi, nếu mà các bạn không quen các bạn sẽ đánh dấu vào cái chân này. Còn nếu mà các bạn quen rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu trượt mũi. Đây, chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân kế bên này nè các bạn. Để kết thúc cái nhánh này. Trượt mũi. Và muốn lên cái nhánh kế tiếp. Muốn lên nhánh kế tiếp thì chúng ta cũng sẽ trượt mũi để chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc kế bên để chúng ta sẽ tạo ra cái hàng mới. Rồi, các bạn lại xoay ngược cái đầu móc lại. Chúng ta sẽ để cái len ở phía bên trên này. Và các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ đếm đủ 6 mũi này nè. Sẽ trừ ra hai cái mũi dời mà chúng ta đã móc ha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đâm kim vào cái nhánh bên ngoài. Đâm kim vào cái nhánh bên ngoài này, móc cho mình một mũi móc đơn. 2 3 4 5 và 6. Sau đó các bạn lại móc lên một móc xích nữa, xoay ngược đầu móc này lại. Lại đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này, chân móc ở ngoài, một mũi móc đơn. Lại một mũi móc đơn. 2 3 4 5 và 6. Rồi, các bạn
bạn cứ trở về con số 6 là các bạn sẽ đánh dấu lại cho mình nếu mà các bạn không quen. Còn nếu các bạn quen rồi thì cứ vào đây các bạn sẽ trượt mũi vào cái chân móc kế bên này nè các bạn. Chân móc này là chân móc mà chúng ta đã tạo cái hàng rồi nè. Và chân móc kế bên này là chúng ta sẽ kết hàng lại. Tại vì lượt đi của chúng ta đã là một hàng mũi đơn thì cái lượt về của chúng ta là phải kế bên này, chứ không được là cái mũi mà đầu tiên mà chúng ta trượt nha các bạn. Rồi, chúng ta gây nên hàng mới thì chúng ta cũng sẽ móc một mũi móc trượt vào cái chân kế tiếp, sau đó lại xoay ngược cái đầu móc này. Và chúng ta lại đếm 2 4 6 nè. 2 4 6 thì các bạn lại đâm kim vào nhánh ngoài của chân móc thứ 6 này. Các bạn móc cho mình một mũi móc đơn. 2 3 4 5 và 6. Rồi, bây giờ các bạn sẽ làm lần lượt cho mình những cái hàng móc còn lại cho tới cuối hàng bên đây. Mình sẽ gặp lại các bạn khi các bạn móc đến cuối hàng nha. Mình đã đến cái hàng cuối cùng rồi nè các bạn. Khi đến hàng cuối thì các bạn sẽ còn lại một hoặc hai chân móc á. Thì ở đây mình còn một cái chân móc thì mình sẽ móc như thế này. Khi móc được 6 mũi ở trên này rồi, chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân kế tiếp này và các bạn sẽ quay cái đầu móc sản phẩm lại. Chúng ta sẽ làm thêm một lần nữa nha các bạn. Nè. 1 2 3 4 5 và 6. Thì chúng ta sẽ kết thúc cái phần viền này là cái cọng len nó nằm ở phía bên trên nha các bạn, chứ không phải nằm ở phía bên dưới này. Và bây giờ các bạn móc lên cho mình một móc xích nè, xoay ngược đầu móc lại. Ở đây mình sẽ viền lại từ cái chỗ này lên tới cái phần trên đây nha các bạn. Thì nếu như mà mình cứ mỗi chân móc cứ móc một cái mũi móc đơn thì cái này nó sẽ có cái sự chênh lệch, cho nên là mình sẽ làm dấu như thế này.